Nguyễn chào tất cả anh chị em đang xem kênh của Trâm Nguyễn ha. Hôm nay hàng về rồi anh chị em ơi, đã một tháng nay rồi ấy, một tháng nay là Trâm chờ, bữa nay quần cả mắt luôn này, bữa nay nó mới bò về tới nhà được này anh chị em. Rồi sốt cả vỏ vì Trâm mừng quá cho nên Trâm lấy điện thoại ra Trâm làm một cái video quay và chia sẻ cho anh chị em ha. Vì anh chị em cũng đang chờ hàng giống như Trâm đang chờ hàng vậy thôi. Rồi hôm nay thì Trâm sẽ làm một, từ nay trở đi á, nếu mà anh chị em có săn đồ hà, săn đồ lính giống như Trâm á, thì anh chị em chịu khó bấm theo dõi đăng ký cái kênh Trâm US này ha anh em. Vì hôm nay em làm thêm một cái kênh này để like những cái, tức là em chỉ like về hàng mới rồi, những cái tin tức về đồ mới, hàng mới về của đồ lính thôi. Rồi nếu mà anh chị em ấy thì cứ bấm theo dõi đăng ký cái kênh này, em sẽ chia sẻ những tin tức mới nhất về đồ của em ha. Coi con Jin này, Jin làm gì đó Jin? Hả? Đang làm gì đó? Trời ơi, bên này mẹ thấy chồng mông lên mà. Hả? Bên này mẹ thấy chồng mông này, coi coi này. Anh chị em có duyệt được này. Làm gì đó? Hả? Trời ơi, nhục nhục đít lên mẹ ha. Nhục đít lên mẹ ha. Coi này, coi này. Coi này. Quay cái mặt ra đây coi cái. Trời ơi nè. Coi được không? Làm gì mà chồng đít cho mẹ mày? Hả? Sao con chồng đít cho mẹ mày? Coi này, mọi người dòm này. Trời ơi. Ôi trời, con trai của tôi này, con trai của tôi này. Bắt trơn bắt búa thiệt đó. Ai bay á? Hả? Con này bữa nay học đâu ra cái chiếu mà chồng đít lên nữa đấy. Cả trước cả trắp. Hôm nay, đáng lẽ hôm nay là em sẽ, bây giờ em chỉ test thôi nha anh em. Em test cho anh em xem coi có những mặt hàng gì anh em nào cần thì like thứ ra Noel em like ha. Vì bữa nay nó về trúng cái ngày Noel á, cho nên là em không có lên like bán cho anh em được. Hy vọng là em test rồi anh em cảm thấy mặt hàng nào anh em cần thì ra Noel em sẽ like ha. Nó bị siêu này, thì quân lục chiến này, hộp quân mưa, quân mưa không, cái này là cái lốt hả? Đây là hàng tuyển ha anh em. Đây là hàng tuyển. Tem vàng. Tem vàng. Ta dắn ra cho một coi phát dục liền. Đây là tem vàng không hay em. Vàng lên cho tính nha. Mới tính, mới tính nha. Mới cái này hàng tuyển thì tìm được vô trong ghế thì cái nó có. Rồi, tuyển thì bao mới luôn. Rồi. Con này hôm qua mình mới bán con. Mẹ thôi. Tắt kìa.
Cái này anh nào thích làm logo này, cái này em sẽ đưa mấy cái phông này em treo đằng sau tường em á, bán hàng online à, tới like là em quất đến sau tường ấy, được có cái cờ thủy quân mà thôi hả? Nó đợt này cũng đa dạng á nhé, đủ loại hết luôn. Cơ Mỹ không, cái nó khỏi dăng ra. Mình bươi như ngoài đường vậy, dơ hết đồ. Thôi, được đấy chị là vừa không khách thích giá tình giả lại. Mình có hai bao mà bung với một cái kho đây rồi nè nha. Đây là béo. Quên chứ, quay này là quay chỗ cái bao xong hồi mà đi được rồi. Hồi mà đi cái này mới là cây hờ của mình nữa. Mà mình lên dài bản kiếm khác là mình biết liền. Sẽ nhỏ hết.
mới kén luôn. Xe nhỏ nha, bữa nay là toàn hàng nhỏ tầm bằng ông chồng em á. Size small regular. Con này M51 mà lại mất tém, dây kim nhôm. Smart shop M65 không à, bao này toàn M65 không à. Compact. Ồ, cảnh sát 511. Cái này là của cảnh sát Mỹ này nhé. Compact cảnh sát. Con này dây đồng đàng hoàng á, small luôn á. Con này medium shock. Mới, tem đầy luôn. Tem luôn. Coi cái áo không thân. Con này tem trắng luôn này, small shock luôn, small shock. Tem trắng luôn, chỉ kêu đồng luôn ha. Hết con cuối quần. Con này medium regular M51. Con này thì mới được 90% nữa thôi. Không có mới. Hết rồi. Hết. Vậy là hết rồi anh em ơi. Hôm nay Trâm Nguyễn test chừng này thôi ha. Rồi tiếp ăn Noel xong ta like xong hàng về rồi tiếp ta test tiếp ha anh em. Anh em chịu khó bấm nút đăng ký ở cái kênh này của Trâm Nguyễn rồi em sẽ test mỗi lần hàng về, mỗi lần có những cái đồ gì mới lạ nhất, mới nhất của shop em thì em sẽ tiếp tục test cho anh em ha. Anh em còn anh em khách mới thì chịu khó bấm đăng ký theo dõi cái kênh này của Trâm Nguyễn US rồi mua hàng thì để lại comment ở dưới, Trâm Nguyễn sẽ ghi số điện thoại và Trâm Nguyễn sẽ liên lạc với anh em qua số điện thoại, dẫn anh em qua Facebook và fanpage của Trâm Nguyễn hay bán hàng online về đồ lính nha anh em. Hy vọng chúc anh em có một mùa Noel ăn vui vẻ. Giờ Trâm Nguyễn sẽ thu dọn rồi để ăn Noel, rồi ra Noel Trâm Nguyễn sẽ lên live bán cho anh em ạ.